Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại thì mình đang ở khu vực phường 4, quận Gò Vấp các bạn. Và ở cái hẻm là khoảng 41 các bạn. Hẻm 41 trên đường Lê Lợi. Ở cuối đường luôn các bạn. Cuối đường thì chúng ta gặp được cái quán, một cái quán rất là được. Nên mời các bạn đi ăn cái quán của người Quảng nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay chúng ta ăn mì Quảng nhưng mà được ngắm tầm lửa các bạn ơi. Ok các bạn, mời các bạn ăn mì Quảng. Ngày hôm nay mời các bạn ăn mì Quảng và ngắm tầm lửa ở cái địa chỉ là bốn mươi mốt xẹt sáu mươi sáu các bạn, trên đường Lê Lợi các bạn. Ở đây là một quán mì Quảng khá là đông, sáu giờ mười sáng rồi, rất là đông khách. Thì ngày mai mời bạn ăn mì Quảng ở ngắm đường ray. Ok, ở đây là một tô mì Quảng rất là nhiều thịt các bạn. Quảng đây là mì Quảng gân các bạn, cô mì Quảng gân như này, rất đặc trưng của người Quảng Nam. Bánh tráng này, rau này, rau húng này các bạn, và ớt thì có ớt tim luôn, kim cực kỳ cay này. Thì ở đây tôi thấy trong tô mì Quảng là có hai loại mì, một loại mì màu vàng này và một loại mì màu đen đen như thế này. Nó tôm đầy đủ giống như là một cái tô mì Quảng truyền thống ở đây nhưng mà nước hơn nhiều bạn ạ. Địa chỉ của cái quán này là 41/66 trên đường Lê Lợi các bạn, phường 4 quận Gò Vấp. Rất là đông như thế. Ok, mình cũng làm để bánh trái nha bạn, hãy nhìn theo đúng phong cách của người dân Quảng Nam, người Quảng mà. Cái khu này khu người dân nó rộng, nó rộng hơn nhiều bạn. Quán này thì bán từ lúc 6 giờ sáng các bạn, tới hết, mà thường thường khoảng 9-10 giờ là người ta nghỉ bán rồi. Gốc là người Quảng Nam luôn. Hôm nay đi khu vực quận Gò Vấp, chỗ trường đại học công nghiệp. Ghế ăn sáng ở đây giới thiệu cho các bạn ở quán này luôn. Quán này cũng dễ tìm lắm bạn. Nó nằm ở cái địa chỉ là ở ngoài đường, các bạn đi đường Lê Lợi á, gần trường đại học công nghiệp á. Nó có cái hẻm được, cái hẻm 41. Bạn đi vào đường 41 đó, cái hẻm 41 đó đi hết đường luôn. Gặp đường đây và lại gặp quán luôn, gặp đường đây gặp quán luôn. Rau nhiều quá bạn. Ăn ớt trước. Lâu lắm rồi mới ăn lại mì Quảng này. Hôm trước là mình ăn nha, trước là mình ăn xong mình quay lại mấy cái nầu nước lèo, cái nầu thịt cho bạn xem nha. Nước đậm đà, hương vị miền Trung. Có nấm thịt cà bá này. Mì thì giá nó dao động từ 35.000 đến 45.000 tô các bạn. Đồ húng
trưng của cái món này phải có cái rau này bạn, thơm. Nếu mà ăn lâu lâu chờ có xe lửa qua ngắm xe lửa quay cho bạn xem. Đông lắm, giờ khách đông lắm, 6 giờ rưỡi rồi khách đông. Cái hẻm này hẻm công nhân rồi, những học sinh, những dân nhập cư. Nấm này bạn, nấm cái này là nấm mỡ hả? Ngon. Ngoài ngoài cái giò ra, giò gân ra còn có thịt nạc nữa. Có rau ăn được ngán không? Cho con chai xe 2 con. Có gì? Tinh dâu. Có chả à? Dạ, cảm ơn bác. Quán bán nước này là sát bên cái quán 10 quán các bạn. Không phải là 10 quán bán không này. Quán bán 10 quán không ạ. Để mình ăn xong mình là mình mở cái video quay cái đoạn các cô làm 10 quán cho bạn xem. Ngon mềm, mình nấu lâu lắm rồi. Tới mình sẽ đi review nhiều cái món lạ, nhiều cái quán ngon cho các bạn xem. Sài Gòn, khu vực này khu của trường đại học công nghiệp 4, xưa công nghiệp, bây giờ là hồi xưa là cao đẳng công nghiệp 4, bây giờ là đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Gần chợ Gò Bắp luôn. Hai cục xương gân chả bá luôn à. Khá đậm đà, đúng hương vị quận cũng non luôn. Hay nghe đường luôn không bạn, xe chạy qua chạy lại vui lắm. Chúc chờ các bạn tàu lửa qua quay cho bạn xem. Ngoài đường ăn nghe bạn hấp dẫn lắm mọi người. Mấy cô mấy chú đang làm mì quảng để đem về các bạn. Rất là đông ha. Cái đường này cái hẻm nhỏ lắm, đi thẳng về phía bên đó là đi thẳng về phía bên kia.
về phía bên đó là đi ra cái cổng của hẻm 41 chỗ đại học công nghiệp 4. À, chú lấy một con này. Cái mì này sao có màu này ta? Đậu lứt hả? Đây có là mì đậu lứt màu vàng, có thêm một rễ hả? Cô quán mình là người người Quảng Nam hả cô? Có Quảng Nam luôn hả? Ăn ở lâu chưa ta? Hai mươi mấy năm. Đây là nước lèo các bạn ơi. Rồi, cảm ơn chị bác. Bác chị đã giới thiệu cái địa chỉ 25 tìm hoài 25 ra. Là mình 41 xe 66. Đúng rồi. Gần không con. Số cũ là 25 xe 44. Đúng rồi. Cái quán này nãy tìm 25 riết không ra. Bạn á? Dạ. Quay mà không thấy đâu có sao. Dạ. Sao cô? Mỗi người khác gặp đại rồi đâu có sợ. Đúng rồi, đại khác nhau mà. Hai đại khác nhau mà. Găng không tơ. Cái này sáng mình bán 6 giờ tới 10 giờ hả cô? Chợ đó. Thấy người hát đồ thì cũng thấy khác. Dạ. Sao? 10 giờ đấy hết khách ăn sáng thôi mà đúng không? Dạ. Cái hẻm này cũng nhỏ ha. Xưa nó không có làm kia đâu. Nãy giờ trời xe lửa chạy qua không thấy đâu. Dạ. Ủa mà cái mình một cái này bao nhiêu giá sao? Một giờ lớn á thì 45, cô nhập thì 35, cô đặc biệt thì 55. Đặc biệt là sao? Đặc biệt là đầy đủ hết, mà nhiều thịt lên. À. Nhìn hấp dẫn, cái này là? Đây là giò nè. Giò nào? Đây là giò gân. Đây là sườn nè. À. Con chả nấm nước trong con nhỏ. Quảng Nam mình vô bán cái món này cũng nhiều quán lắm mà cái này thấy đầy đủ món này. Không, mình cũng làm theo cái khẩu vị nó khác đi một xíu, hợp với người miền Nam chứ đúng không? Giò na đầy đủ. Ở đây mặt bằng ít nhỏ quá nên người ta mang đi cũng nhiều thôi. Rồi cảm ơn chú. Thì như nhỏ nhỏ sâu cái chậm. Sâu lắm hả? Ờ, một trường nhiều nước. Rồi cảm ơn chị nha. Cái này đại gia đình làm buổi sáng cho buổi nghỉ nguyên ngày đúng không? Chiều làm. Chó dễ thương mà.